Chúng ta đã nghiên cứu về dao động điều hòa. Tuy nhiên, khái niệm dao động điều hòa thực ra đó là một cái dao động lý tưởng. Trong thực tế thì dao động nó không thể điều hòa được. Lý do là bởi vì luôn luôn có cái sức cản ở môi trường, có ma sát, cho nên cái năng lượng dao động sẽ bị mất dần đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu dao động thực tế, đó là dao động tắt dần. Thế rồi dao động cưỡng bách và nghiên cứu về hiện tượng cộng hưởng. Thầy vào cái phần đầu tiên là dao động tắt dần. Dao động tắt dần. Thế như thầy vừa phân tích là trong thực tế luôn luôn có ma sát và sức cản, cho nên năng lượng của dao động sẽ bị mất đi. Và vì thế cho nên là biên độ của dao động sẽ bị giảm dần theo thời gian. Dao động như thế gọi là dao động tắt dần. Đấy. Điểm thứ nhất ta thấy là gì? Thực tế thì có ma sát và sức cản. Cho nên dẫn đến là năng lượng của dao động sẽ giảm dần. Năng lượng dao động sẽ giảm dần. Dẫn đến là biên độ dao động A này nó cũng giảm dần. Và dao động có biên độ giảm dần người ta gọi là dao động tắt dần. Ví dụ ta để một con lắc đơn dao động trong không khí thì nó sẽ dao động được độ khoảng vài chục chu kỳ, có thể đến gần trăm chu kỳ thì nó sẽ biên độ nó giảm dần, cuối cùng nó sẽ dừng lại. Và người ta đã chứng minh được rằng cái biên độ của con lắc nó bị giảm theo quy luật của hàm số mũ. Và như thế thì đồ thị biểu diễn cái dao động tắt dần ấy, nó sẽ có dạng thế này. Trong thực tế biên độ dao động nó không phải là một hằng số như bài dao động điều hòa chúng ta học. Mà theo thời gian T, biên độ nó sẽ giảm theo quy luật của một hàm số mũ. Theo quy luật hàm số mũ. Và đồ thị của dao động tắt dần đại ý nó thế này. Đấy. Đấy. Như vậy thì biên độ nó giảm dần theo thời gian. Thế và cái dao động nó tắt nhanh hay tắt chậm thì nó phụ thuộc vào lực cản của môi trường. Đấy. Cái điểm thứ hai tôi chú ý là gì? Cái độ tắt dần nhanh hay chậm phụ thuộc vào lực cản ở môi trường. Cụ thể là gì? Nếu mà lực cản mà nhỏ thì dao động sẽ lâu tắt. Thế còn nếu ép cản mà lớn thì dao động sẽ chóng tắt. Thế kết quả này được ứng dụng trong thực tế. Ta đã biết là gì? Các cái xe cộ như là xe máy, ô tô nó đều có những cái giảm xóc. Chẳng hạn giảm xóc của xe máy đó là một cái hệ thống lò xo. Nhưng nếu như mà để cho dao động nó lâu tắt ấy, thì ta thấy là những người đi xe máy sẽ luôn luôn bị dao động ở trên cái yên xe. Và như vậy thì sẽ rất khó chịu. Thế thì trong thực tế cùng một cái lò xo đó người ta lắp thêm một hệ thống piston chạy trong cái xi lanh chứa đầy dầu nhớt. Đấy, khi mà qua một chỗ xóc thì lò xo bị nén xuống thì piston sẽ nén cái lớp dầu lại. Sau đó qua khỏi chỗ xóc thì lò xo giãn ra thì cái lớp dầu sẽ cản chuyển động piston làm cho cái dao động này tắt rất nhanh. Đấy là cái ứng dụng. Còn nhiều ứng dụng khác nữa. Đấy là một ví dụ. Thế và để mà làm bài tập về dao động tắt dần này thì ta chú ý cách giải bài tập về dao động tắt dần thì ta lưu ý là gì? Để thứ ba ta chú ý đến cái giải dao động tắt dần đây này. Ở thời điểm ban đầu nào đó, thì năng lượng của dao động V kép
nó bằng m omega bình phương a bình phương trên 2. Thế sau một thời gian nào đó thì đến một lúc sau năng lượng dao động sẽ là v kép phẩy, nó sẽ bằng m omega bình phương a phẩy bình phương trên 2. Như vậy thì năng lượng lúc sau nó bị giảm so với lúc trước. Và như vậy thì hiệu hai cái năng lượng này nó sẽ thể hiện cái năng lượng bị mất đi. Phần năng lượng mất đi này nó chuyển thành công để thắng các lực cản. Đấy. Thế thì ta suy ra cái phần năng lượng V kép trừ V kép phẩy này nó biến thành công để thắng ma sát. Để thắng ma sát. Chúng ta lưu ý là công của lực ma sát là công âm, là công cảm. Nhưng công để thắng ma sát nó cũng bằng như thế, nhưng là công dương. Thế ta lấy một cái ví dụ cụ thể. Ta xét cái ví dụ 1. Để giải quyết cái bài toán dao động tắt dần này. Cho một con lắc đơn tạo bằng quả cầu khối lượng 40g được treo dưới một dây dài 73,6 cm, tức là 0,736 m, tại một nơi có g bằng 9,78 m trên dây bình phương. Đấy, người ta cho con lắc đơn. Tạo bởi quả cầu có khối lượng 40g. Treo bởi dây dài L là 0,736 m, tại địa điểm có g bằng 9,78 m trên dây bình phương. Góc lệ lớn nhất của con lắc là alpha 1 bằng 5 độ. Thế câu thứ nhất là tính chu kỳ và năng lượng dao động. Tính chu kỳ T và năng lượng của dao động. Câu thứ hai này, do có sức cản sau 15 chu kỳ thì góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là 4 độ. Đấy. Sau 15 chu kỳ thì góc lệch ta gọi là alpha 2 chỉ còn 4 độ thôi. Alpha 2 chỉ còn 4 độ. Hỏi nếu năng lượng giảm đều đặn theo thời gian thì tiếp sau 5 chu kỳ nữa biên độ góc sẽ là bao nhiêu? Đấy. Sau 5 chu kỳ nữa thì góc lệch cực đại alpha 3 sẽ bằng bao nhiêu? Bây giờ ta giải quyết cái ví dụ này. Thế để tính chu kỳ dao động thì ta có công thức của lắc đơn rồi. Thì ta vận dụng công thức thôi. Chu kỳ T sẽ bằng 2π căn của L trên G. Số liệu có cả rồi. Thì ta có 2π căn của 0,736 chia cho g là 9,78. Đấy, các em bấm máy tính cả phép tính này thì ta được kết quả vào khoảng 1,72 giây. Cái này là quen thuộc đối với ta rồi. Bây giờ ý thứ hai là năng lượng của dao động. Thế như bài hôm trước thầy đã phân tích năng lượng của dao động con lắc đơn thì ta tính bằng công thức m omega bình phương a bình phương trên 2. Và công thức này có thể biến đổi về dạng. Ta để ý là omega bình phương thì bằng g trên L. Còn a thì lại chính bằng L nhân alpha max. Thì như bài hôm trước ta đã biến đổi rồi, cái này có thể biến đổi thành m g L trên 2 nhân với alpha max bình phương. Alpha max đây chính là alpha 1 bình phương. Năng lượng dao động tính vào cái này. Thế cái số liệu ở đây đầu bài cho rồi. Các em chỉ lưu ý là góc alpha này phải tính bằng radian. Đấy. Thế m của ta là 0,04. Đấy, g là 9,78.
L là 0,736 trên 2 nhân với alpha bình phương. Alpha đầu bài cho là 5 độ, phải đổi radian phải nhân với pi trên 180 tất cả bình phương. Đấy, các em phải đổi đơn vị như thế. Thì bằng phép tính chúng ta bấm vào máy tính, ta sẽ được kết quả là 1,095 nhân với 10 trừ 3. Joule. Đấy, kết quả ra là 1,095 nhân 10 trừ 3 joule. Bây giờ ta nói đến cái câu thứ hai, sang cái câu B. Sau 15 chu kỳ thì biên độ chỉ còn 4 độ thôi. À, thế thì ta thấy là gì? Ban đầu ta gọi năng lượng là V kép 1 thì sẽ bằng M nhân với G L trên 2 nhân với lại alpha 1 bình phương. Thế sau 15 chu kỳ, sau 15 chu kỳ thì năng lượng là V kép 2 sẽ bằng MGL trên 2 nhân alpha 2 bình phương. Như vậy thì sau 15 chu kỳ phần năng lượng mất đi, phần năng lượng mất đi là delta V kép. Nó bằng hiệu của hai cái năng lượng này thì dễ dàng thấy nó bằng MGL trên 2 alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương. Như vậy thì trung bình một chu kỳ, mỗi chu kỳ sẽ mất cái năng lượng, mỗi chu kỳ sẽ mất một cái năng lượng là delta V kép này trên 15. Đấy, như vậy thì nó sẽ bằng MGL trên 2 nhân với alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương trên 15. Và như vậy thì mẫu số nó sẽ là 2 lần 15 sẽ là 30. Như vậy mỗi chu kỳ mất một cái năng lượng là delta V kép trên 15. Thế theo giả thiết là cái mất năng lượng này là đều đặn. Mỗi chu kỳ mất đều đặn một cái lượng năng lượng này. Vậy tiếp sau 5 chu kỳ nữa thì lại sẽ mất 5 lần cái biểu thức này. Đấy, sau 5 chu kỳ tiếp sẽ mất 5 lần cái biểu thức này là MGL trên 30 nhân với alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương. Đấy, 5 phần 30 thì đơn giản đi thì còn là 1 phần 6. Đấy, như vậy thì cái phần năng lượng mất sau 5 chu kỳ tiếp nó sẽ là MGL trên 6 nhân alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương. Như vậy thì ta thấy là gì? Như vậy thì đến lúc đó năng lượng của nó sẽ bớt đi lượng này. Đấy. Đến lúc đó thì năng lượng V kép 3 này sẽ bằng năng lượng trước đó là V kép 2 trừ đi cái biểu thức này MGL trên 6 nhân với lại alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương. Đấy, như vậy thì trước 5 cái chu kỳ cuối cùng này thì năng lượng của con lắc là V kép 2. Bây giờ nó mất cái lượng năng lượng này thì nó còn lại V kép 3 là này. Nhưng mà năng lượng V kép 3 cũng sẽ được tính vào công thức này MGL trên 2 nhân alpha bình phương. Vậy V kép 3 ta có thể thay bằng MGL trên 2 nhân alpha 3 bình phương sẽ bằng MGL trên 2
nhân alpha 2 bình phương trừ MVL trên 6 alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương. Đến đây ta thấy là gì? Cả hai vế ta có thể đơn giản được MGL trên 2. Cả hai vế ta chia hết cho MGL trên 2. Thì vế trái chia cho MGL trên 2 thì ta còn alpha 3 bình phương. Vế phải ta chia cho công biểu thức MGL trên 2 thì đây còn alpha 2 bình phương. Trừ đi. Chỗ này MGL trên 6 mà chia cho MGL trên 2 thì còn mẫu số còn nó số 3. Vậy trừ đi alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương trên 3. Đấy, nếu quy đồng mẫu số thì dễ dàng ta thấy là gì? Đây có 3 alpha 2 bình phương với 1 alpha 2 bình phương là 4 alpha 2 bình phương trừ alpha 1 bình phương. Trên 3. Đấy, biểu thức của nó là 4 alpha 2 bình phương trừ alpha 1 bình phương trên 3. Thế thay số vào, lấy căn hai vế ta sẽ có alpha 3 sẽ bằng căn bậc 2 của, ta để ý là tất cả đây chỉ là góc thôi, nên ta dùng đơn vị nào cũng được. Ta vẫn để nguyên 4 độ và 5 độ. Thì đây ta có 4 lần 4 độ bình phương trừ đi 5 bình phương trừ cho 3. Đấy, cái phép tính này khi em bấm máy tính sẽ được kết quả vào khoảng 3,6 độ. Như vậy sau 5 chu kỳ tiếp thì biên độ góc còn lại là 3 độ. Đấy, để tính toán cái dao động tắt dần, ta làm như vậy. Ta vừa nói đến cái dao động tắt dần, nhưng trong thực tế và kỹ thuật, người ta cần những dao động điều hòa không tắt và có biên độ không đổi. Vì vậy cho nên người ta phải tính đến chuyện tạo ra cái dao động được duy trì. Ta nói phần thứ hai là dao động duy trì. Như vậy thì lý do dao động tắt dần là do nó bị mất năng lượng. Vậy thì về mặt nguyên tắc để duy trì dao động là phải bổ sung năng lượng, bù vào phần năng lượng đã mất đi. Đấy, điểm thứ nhất là nguyên tắc. Nguyên tắc. Để tạo ra dao động duy trì là phải bổ sung năng lượng. Phải bổ sung năng lượng. Bù vào phần năng lượng bị mất đi. Bù vào phần năng lượng bị mất đi. Đấy là nguyên tắc cơ bản. Thế và cách thức bổ sung năng lượng thì để cho dao động có biên độ không đổi thì ta phải bổ sung ngay sau mỗi chu kỳ dao động. Và chính xác hơn là bổ sung sau mỗi nửa chu kỳ. Bởi vì sau một nửa chu kỳ mà không được bổ sung thì biên độ nó bị thay đổi luôn rồi. Nhưng mà thôi, để cho đơn giản, thường phổ thông ta thường nói là bổ sung năng lượng sau mỗi chu kỳ. Đấy. Điểm thứ hai là cách thức bổ sung. Cách thức bổ sung năng lượng là phải bổ sung sau mỗi chu kỳ. Sau mỗi chu kỳ. Hoặc là sau mỗi nửa chu kỳ. Và như vậy thì nếu được bổ sung cách đều đặn thì cái biên độ nó sẽ được giữ không đổi. Bây giờ ta thử xét cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai. Nội dung ví dụ là thế này. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một địa điểm có G bằng 9,82 m/s.
Coi quả lắc đồng hồ là một con lắc đơn, khối lượng 200 gram, chu kỳ 1 giây và biên độ góc bằng 5 độ. Đấy. Một đồng hồ. Một đồng hồ. Chạy đúng giờ. Chạy đúng giờ với chu kỳ T bằng 1 giây. Tại địa điểm có G bằng 9,82 mét trên giây bình phương. Khối lượng con lắc M bằng 200 gram. Coi nào, con lắc đơn có biên độ góc bằng 5 độ. Biên độ góc 5 độ. Thế câu thứ nhất là tính chiều dài của con lắc và năng lượng dao động. Tính chiều dài L con lắc này và tính năng lượng dao động. Câu hỏi thứ hai, nếu không lấy dây cót thì dao động tắt dần và sau 4 chu kỳ biên độ góc còn là 4,5 độ. Đấy. Không tiếp năng lượng. Thì sau 4 chu kỳ biên độ góc chỉ còn 4,5 độ. Sau 4 chu kỳ biên độ góc chỉ còn 4,5 độ. Thế bây giờ tính công dùng để lên dây cót làm cho đồng hồ chạy một ngày đêm, chạy được một ngày đêm với biên độ 5 độ. Tính công A để lên dây cót sao cho đồng hồ chạy được một ngày đêm với biên độ là 5 độ, với biên độ góc là 5 độ. Thế đây là cái bài toán về mặt tiếp năng lượng để làm cho năng lượng được duy trì với một cái biên độ không đổi bằng 5 độ như lúc đầu. Thế thì để tính toán cái này thì chúng ta dựa trên cái nguyên tắc chúng ta đã nêu ở trên. Bây giờ thì nói cách giải. Câu thứ nhất là câu cơ bản, coi quả lắc đồng hồ này như một con lắc đơn. Thì chúng ta xuất phát từ công thức T bằng 2pi căn của L trên G. Thì ta suy ra L nó vẫn bằng T bình phương nhân G trên 4pi bình phương. Và như vậy thì ta sẽ tính được cái chiều dài con lắc đơn đồng bộ. Như vậy suy ra chiều dài L nó bằng T là 1 giây bình phương, G là 9,82 chia cho 4pi bình phương. Pi các em có thể lấy ở trong máy. Thế nếu bấm máy tính thì ta được vào khoảng 0,249 mét. Đấy, đây là chiều dài con lắc tương đương. Thế và năng lượng dao động thì cũng giống như bài trước, công thức ta có rồi, năng lượng dao động. Thì đây coi như là năng lượng của con lắc đơn. Thì ta dùng công thức là MGL alpha bình phương trên 2. Khối lượng M là 0,2 kg. G là 9,82. L là 0,249 trên 2. Nhân alpha bình phương. Alpha cũng phải đổi ra radian. 5 độ nhân với pi trên 180. Bình phương. Đấy. Thế các em bấm cái máy tính này với cái biểu thức này thì ta được vào khoảng 1,86 nhân 10 mũ trừ 3 joule. Đấy, câu A là câu dùng kiến thức cơ bản đơn giản. Bây giờ sang câu B, người ta nói là nếu không lên dây cót thì sau 4 chu kỳ biên độ góc nó giảm xuống còn là 4,5 độ. Vậy ta tính được cái năng lượng bị mất đi sau 4 chu kỳ. Và từ đó ta suy ra cái năng lượng mất trung bình trong một chu kỳ. Đấy. B nhỏ. Năng lượng
bị mất. Sau 4 chu kỳ, sau 4 chu kỳ là delta V kép nó bằng V kép 1 trừ V kép 2. Ta để ý là V kép 1, V kép 2 đều dùng công thức này. Đấy, nó chỉ khác ở cái góc alpha thôi. Thế thì ta gọi năng lượng ban đầu và sau này ta lấy MGL trên 2 làm thể số chung. Trong này chỉ còn alpha 1 bình phương trừ alpha 2 bình phương. Ở đây thì gọi alpha 1 là góc lệch lúc đầu 5 độ, còn alpha 2 là góc lệch sau 4 chu kỳ là 4 độ rưỡi. Đây là năng lượng mất sau 4 chu kỳ. Vậy thì trung bình trong một chu kỳ, trong một chu kỳ thì năng lượng bị mất là delta V kép này chia cho 4. Đấy, trung bình một chu kỳ sẽ mất là delta V kép trên 4. Thế thì ta có thể tính được cái giá trị này và con số ta đã có rồi. Như vậy đây đã có số 2, mẫu số bây giờ chia 4 thì ta thành 8 thôi. Vậy các em sẽ tính được cái delta V kép trên 4 này sẽ bằng M là 0,2, G là 9,82, L là 0,249, chia cho 2, bây giờ lấy 1/4 của cái giá trị đó thôi, vậy là chia cho 8. Alpha 1, alpha 2 đều phải đổi radian cả, cho nên ta lấy alpha 1 là 5 độ bình phương, alpha 2 là 4 độ, 4,5 độ bình phương. Cả hai giá trị này đều phải đổi radian, tức là phải nhân với pi trên 180 bình phương. Đấy, tất cả cái này các em có thể sử dụng máy tính để ta bấm. Thì kết quả cho ta cái giá trị vào khoảng 8,83 nhân 10 trừ 5. Thế thì đây là cái năng lượng mất trong một chu kỳ. Thế bây giờ để tính cái năng lượng để mất trong một ngày đêm, thế công để bổ sung năng lượng thì chính bằng cái năng lượng mất trong một ngày đêm. Thì ta tính số chu kỳ trong một ngày đêm thôi. Đấy. Vì mỗi chu kỳ là một giây, cho nên số chu kỳ trong một ngày đêm chính là số giây. Đấy. Vậy thì công để lên dây cót, công A này sẽ bằng cái năng lượng mất trong một chu kỳ này nhân với số chu kỳ. Đấy, như vậy ta lấy delta V kép trên 4 nhân với số chu kỳ trong một ngày đêm. Đấy, delta V kép trên 4 ta vừa tính được là 8,83 nhân 10 mũ trừ 5. Số chu kỳ trong một ngày đêm chính là số giây. Một ngày đêm gồm có 24 giờ, mỗi giờ là 3.600 giây. Bây giờ là 3.600 giây. Cái điều này chúng ta cũng dễ dàng bấm được bằng máy tính. Thì nó ra là kết quả vào khoảng 7,629 joule. Đấy, đây chính là công mà người ta cần phải lên dây cót để bù vào cái năng lượng bị mất đi trong suốt một ngày đêm. Lấy nguyên tắc để duy trì dao động là như vậy. Chúng ta vừa nói đến chuyện duy trì dao động. Thế thực ra mà nói, để tạo ra được dao động duy trì thì chúng ta phải hiểu về dao động cưỡng bách. Cái dao động duy trì chính là một cái dao động cưỡng bách với tần số đúng bằng tần số của vật dao động. Thế bây giờ ta nói sang phần thứ 3. Ta nói đến dao động cưỡng bách. Để hiểu dao động cưỡng bách thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được khái niệm về dao động riêng.
Chúng ta để ý là tất cả các dao động chúng ta học trước đây ấy, thì để kích thích dao động thì người ta truyền cho hệ một cái năng lượng ban đầu, hoặc là kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng để tạo cho một thế năng rồi thả ra, hoặc là dùng một cái xung lực đánh cho con lắc, truyền cho nó một cái vận tốc V, tức là truyền cho một động năng. Sau đó rồi thì cái lực ngoài thôi tác dụng để cho con lắc dao động tự do. Thì cái dao động như thế người ta gọi là dao động tự do. Và dao động tự do người ta còn gọi là dao động riêng. Đấy. Như vậy con lắc, cái dao động tự do của một cái hệ nhờ một kích thích ban đầu người ta gọi là dao động riêng. Tại sao người ta gọi là dao động riêng? Bởi vì cái dao động tự do này có chu kỳ chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động mà không phụ thuộc các điều kiện bên ngoài. Đấy. Ví dụ như là đối với lắc đàn hồi thì chu kỳ của nó là 2π căn m ở trên k. Đây, nó phân tích này. Chúng ta thấy là cái dao động tự do nhờ một kích thích ban đầu thì có chu kỳ và tần số chỉ phụ thuộc cấu tạo của hệ dao động ví dụ như con lắc đàn hồi là T của con lắc đàn hồi thì bằng 2π căn của M ở trên K. Đấy, chu kỳ này là của riêng cái con lắc này. Nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật và độ cứng của lò xo, chứ nó không phụ thuộc gì vào điều kiện kích thích dao động là kéo lệch nhiều hay lệch ít, không phụ thuộc vào chuyện truyền vận tốc nhỏ hay lớn. Cũng như thế thì chu kỳ dao động của con lắc đơn thì bằng 2π căn L trên G, chỉ phụ thuộc vào chiều dài của dây thôi. Và tại mỗi một địa điểm thì nó phụ thuộc thêm vào cái G nữa. Thì cái hệ dao động gồm trái đất và con lắc này thì nó tạo nên một cái dao động của riêng con lắc này. Những con lắc có chiều dài khác không thể có cái dao động có chu kỳ như thế này. Đấy, những con lắc đàn hồi mà có M khác hoặc là K khác không thể có được cái chu kỳ này. Vì vậy người ta gọi chu kỳ này, tần số này là chu kỳ riêng và tần số của riêng con lắc này. Đấy, thế thì dao động này được gọi là dao động riêng. Đấy, như vậy thì dao động tự do còn được gọi là dao động riêng. Đấy, và có chu kỳ riêng, tần số riêng. Thế mà ta lưu ý một điều là gì? Các cái dao động riêng này luôn tắt dần. Đấy, bởi vì nó được truyền năng lượng một lần thôi, thì trong quá trình dao động nó sẽ mất mát năng lượng như phần trên ta đã trình bày. Thì dao động riêng là dao động tắt dần. Đấy, dao động riêng. Thế bây giờ ta sang phân loại dao động thứ hai, người ta gọi là dao động cưỡng bách. Hay còn gọi là dao động cưỡng bức, cũng thế thôi. Bây giờ ta thử xét một cái hệ dao động kiểu khác. Ta tưởng tượng là ta có một cái lá thép gắn vào một cái giá cố định và đặt bên trên một cái nam châm điện. Cái nam châm điện này được nuôi bằng một nguồn điện một chiều, có một khóa K. Đấy. Ta thử tưởng tượng là, đây thầy có thể vẽ một cái sơ đồ đơn giản thế này. Đây là một cái lá thép giống như là một cái cần của chuông điện chẳng hạn. Bên dưới này là một cái nam châm điện.
Bên dưới này là 500 điện. Nam châm này có lõi sắt non. Nam châm này được nuôi bằng nguồn điện một chiều, gồm một cái pin và gắn với một khóa K. Cái lá thép này là gắn vào một giá cố định. Thế ta thử tưởng tượng là bây giờ chúng ta đóng khóa K. Nếu ta đóng khóa K thì dòng điện chạy qua nó làm lõi sắt để nhiễm từ, nó sẽ hút cái lá thép này xuống. Sau đó ta mở khóa K thì do tính đàn hồi của lá thép nó sẽ bật lên. Vậy nếu ta đóng rồi ngắt thì lá thép sẽ phải hút xuống rồi bật lên, hút xuống bật lên. Và như vậy thì lá thép đã thực hiện một cái dao động. Dao động này không còn tự do nữa. Dao động này bị điều khiển bởi cái nam châm, tức là bị cưỡng bức bởi cái lực tác dụng của nam châm. Vì thế người ta gọi là dao động cưỡng bức hay là dao động cưỡng bách. Và người ta định nghĩa cái dao động cưỡng bách này, nó là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Nhiều học sinh hay định nghĩa nhầm ở chỗ này, bảo đấy là dao động dưới tác dụng của ngoại lực. Nói thế không được, dao động nào cũng phải có ngoại lực tác dụng. Cái ngoại lực trong dao động cưỡng bách phải là biến thiên tuần hoàn. Và biểu thức của ngoại lực nó phải có dạng F bằng F0 nhân với cos của omega t cộng phi. Đấy, dao động như thế gọi là cưỡng bức. Và ta nhận thấy ngay, tức là nếu một giây ta đóng mạch được một lần thì cái lá thép để dao động với một chu kỳ. Nếu một giây ta đóng được 3 lần thì lá thép sẽ dao động với 3 chu kỳ. Nếu ta đóng mạch, ngắt mạch được 10 lần thì lá thép phải dao động với 10 chu kỳ. Và như vậy ta thấy ngay là gì? Chu kỳ của dao động cưỡng bách nó đúng bằng chu kỳ của ngoại lực. Hay nói khác đi, tức là gì? Tần số của dao động cưỡng bách bằng tần số của ngoại lực. Đấy, ta chú ý cái đặc điểm. Đấy, tần số của dao động cưỡng bách bằng tần số của ngoại lực. Đấy là đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai tức là gì? Biên độ dao động cưỡng bức nó lại không phải là phụ thuộc vào lực mạnh hay yếu, mà nó phụ thuộc vào quan hệ giữa cái biên độ, giữa cái tần số của lực cưỡng bức với tần số riêng của vật dao động. Đấy, biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc quan hệ giữa cái tần số của ngoại lực với tần số riêng. Thực nghiệm ta thấy là nếu hai cái tần số này khác nhau nhiều thì biên độ dao động cưỡng bức nó nhỏ thôi. Do các lực nó không thuận lợi, nó sẽ dập tắt cái dao động của nhau nên biên độ nó nhỏ thôi. Nhưng nếu như hai cái tần số này càng xấp xỉ bằng nhau, càng gần bằng nhau thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn. Và khác với dao động riêng thì dao động cưỡng bức là dao động không tắt. Đấy. Dao động cưỡng bức là dao động không tắt. Đấy. Chính lý do là bởi vì chính cái lực cưỡng bức này nó là cái lực đã bổ sung năng lượng đều đặn cho con lắc. Thế thì trong thực tế cái dao động duy trì ta học ở phần trước nó chính là một dao động cưỡng bức mà cái chu kỳ cưỡng bức bằng luôn chu kỳ luôn chu kỳ riêng để nó tiếp năng lượng cái đều đặn theo đúng chu kỳ riêng của con lắc. Thế và như vậy ta thấy là gì? Nếu hai cái tần số này càng gần bằng nhau thì biên độ càng lớn, biên độ dao động cưỡng bức càng lớn. Vậy nếu nó đúng bằng nhau thì sao? Thì nó xảy ra một hiện tượng mà ta gọi là phần bốn lớn, đó là cộng hưởng. Cộng hưởng là một trường hợp đặc biệt của dao động cưỡng bức. Người ta có thể định nghĩa này, cộng hưởng là hiện tượng mà biên độ dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt cực đại khi tần số của ngoại lực bằng với tần số riêng của vật dao động.
Đấy. Như vậy tôi định nghĩa là gì? Là hiện tượng mà biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt cực đại. Đấy, tăng đột ngột và đạt cực đại. Max. Đấy. Và nó xảy ra khi mà tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của vật dao động. Đấy. Người ta nhận thấy là lúc mà hai tần số này đúng bằng nhau thì biên độ của dao động cưỡng bức tăng rất lớn và đạt giá trị lớn nhất so với các vị trí khác. Đấy. Cái hiện tượng này sẽ có vai trò rất lớn trong đời sống và kỹ thuật. Và đặc biệt người ta lưu ý có hai kiểu cộng hưởng. Nếu như lực cản ở môi trường rất nhỏ thì biên độ lúc cộng hưởng nó lớn hơn hẳn lúc bình thường. Và người ta gọi cái hiện tượng cộng hưởng này là cộng hưởng nhọn. Bởi vì đường cong biểu diễn cộng hưởng ấy, nó nhọn hoắt lên. Đây, tôi phải đồ thị này. Nếu trục tung ta biểu diễn biên độ của dao động cưỡng bách. Trục hoành ta biểu diễn tần số của dao động cưỡng bách. Thì đường cong cộng hưởng nó biến thiên theo kiểu thế này. Đấy, cái vị trí cực đại cao nhất này chính là vị trí tần số cưỡng bách này bằng tần số riêng. Tần số cưỡng bách đúng bằng tần số riêng. Thì lúc ấy là biên độ của dao động cưỡng bách là lớn nhất. Đấy. Thế thì nếu như lực cản nó nhỏ thì đường cong cộng hưởng rất nhọn, người ta gọi là cộng hưởng nhọn. Còn nếu lực cản mà lớn thì biên độ lúc cộng hưởng nó chỉ lớn hơn lúc bình thường một chút thôi. Thì người ta gọi là cộng hưởng tù. Đấy. Nếu như ép cản mà nhỏ thì người ta gọi là cộng hưởng nhọn. Còn nếu lực cản ở môi trường mà lớn thì người ta gọi là cộng hưởng tù. Bây giờ chúng ta đi vào một cái ví dụ để hiểu rõ hơn về cái khái niệm cộng hưởng này. Ta xem cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thế này, trên một toa tàu hỏa có một con lắc đơn dài 54 cm. Đấy, trên toa tàu có con lắc đơn có chiều dài là 54 cm. Khi tàu chạy với vận tốc thích hợp thì con lắc dao động với biên độ lớn nhất. Bây giờ tính vận tốc đó của tàu, biết chiều dài mỗi thanh đường ray là 12,5 m và g bằng 9,8 m giây bình phương. Đấy, thì về thích hợp thì biên độ của con lắc là lớn nhất. Cho biết chiều dài thanh đường ray là 12,5 m. Lấy g sắp xỉ bằng 9,8 m trên giây bình phương. Bây giờ tính vận tốc chạy của tàu. Thế bây giờ ta phân tích là tại sao con lắc lại dao động với biên độ lớn nhất. Thế ta biết rằng là gì? Cái đường ray tàu hỏa thì giữa hai cái thanh lạc ray liên tiếp, người ta để một khe hở nhỏ. Cái khe hở này để tránh cái sự nở vì nhiệt. Về mùa hè, mặt trời đốt nóng thanh đường ray, làm nó nở dài ra. Thế thì cái khe hở này để cái chỗ cho đường ray nó nở ra. Chứ nếu không có cái chỗ hở này, thì cái đường ray nở ra, nó sẽ làm cả cái đường ray bị cong lên và sẽ gây tai nạn cho tàu. Vậy ta thấy là gì? Bây giờ ta giải quyết này. Mỗi khi tàu chạy hết một thanh ray, khi bánh xe đến chỗ nối thì nó bị sóc một lần. Đấy. Khi tàu chạy hết một thanh ray. Đấy. Khi bánh xe đến chỗ nối
thì nó bị sốc một lần. Cái sốc này rất nhẹ thôi, nhưng mà chính cái sốc này đã truyền cho con lắc một kích động. À, dẫn đến là gì? Nó truyền cho con lắc một kích động. Đấy, chính kích động này đã làm cho con lắc bắt đầu thực hiện cái dao động. Thế thì chu kỳ của các kích động này, nó chính là thời gian để tàu đi hết một thanh ray. Các bánh xe sau một lần mà tàu đi hết một thanh ray thì lần lượt nó sẽ gây ra những cái kích động này. Đấy. Như vậy thì cái thứ hai ta thấy là gì? Chu kỳ của các kích động, bằng thời gian tàu đi hết một thanh ray. Như vậy thì ở đây ta có hai cái. Một cái là dao động riêng của con lắc đơn với chu kỳ T bằng 2 pi căn L trên G. Và một cái chuyện thứ hai là chu kỳ kích thích của ngoại lực tạo bởi các cái sóc, các lần sóc. Thế nếu như chu kỳ của ngoại lực bằng chu kỳ riêng con lắc thì xảy ra cộng hưởng. Đấy, nếu chu kỳ của ngoại lực bằng chu kỳ riêng của con lắc thì xảy ra cộng hưởng. Và khi cộng hưởng thì biên độ dao động sẽ đạt giá trị cực đại. Như vậy thì đầu bài cho là con lắc dao động biên độ cực đại thì đứng là cái lúc mà chu kỳ lực cưỡng bách bằng với chu kỳ riêng của con lắc. Thế chu kỳ của lực cưỡng bách như ta phân tích ở trên, nó chính là thời gian tàu đi hết một thanh ray. Thời gian tàu đi hết thanh ray thì nó bằng chiều dài thanh ray L chia cho vận tốc của tàu. Còn chu kỳ riêng của con lắc đơn là 2 pi căn L trên G. Ở đây ta phân biệt hai cái L. L lớn là thể hiện chiều dài thanh ray 12,5 mét. Còn L con là chiều dài con lắc đơn 54 cm. Thế từ đây dễ dàng ta rút ra công thức tính vận tốc của tàu. Vận tốc của tàu sẽ bằng L lớn chia cho 2 pi căn của L trên G. Đấy. Thì tất cả các dữ kiện này chúng ta có số rồi, ta thay vào thôi. L thì bằng 12,5 mét chia cho 2 pi căn của L là 0,54 chia cho G là 9,8. Đấy. Thế tất cả cái này các em có thể bấm bằng máy tính thì phép tính cho ta kết quả là vào khoảng 8,475. Đấy, như vậy khi tàu chạy với vận tốc vào khoảng 8,475 mét giây thì dao động của lắc đơn trong tàu sẽ mạnh nhất. Đấy, trên đây thầy đã giới thiệu với các em một số cái nội dung từ dao động tắc dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bách và hiện tượng cộng hưởng. Các em làm kỹ các cái phần này thì các em sẽ giải quyết được các loại bài tập tương tự.